Năm nay các em phải tập trung vào chuyện học hành để thi đại học. Mọi người biết cái này là cái gì không? Đó chính là bộ dụng cụ nâng cao chất lượng thi cử. Bạn bè tính bộ 5000. Hà Vi, Khánh Chi, Mạnh Hiếu, Duy Hùng, tại sao lại sai giống nhau như vậy? Không biết sau này tụi mình có gặp lại nhau không hả? Tất nhiên là gặp rồi. Tôi còn định mở tiệm sách. Hẹn ra chương là mấy người phải có mặt đầy đủ nha. Trời không dám đâu, lúc đó tôi làm ông chủ nổi tiếng rồi, không rảnh đâu qua bà. Thầy tên là Vũ, thầy dạy lý. Thầy chỉ đang là giáo sinh thôi, còn tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tính ra hai người cách nhau có 5 tuổi chứ nhiêu. Tới luôn đi. Em mời thầy. À, Vi. Dạ. Rốt cuộc hai người là như thế nào vậy? Bây giờ chuyện của Hà Vi hãy để cho Vũ tự giải quyết. Lý không hiểu. Vũ định như vậy tới chừng nào? Trong lớp hai đứa này nha, cứ như chó với mèo. Không chừng sau này yêu nhau đó. Con nít mà yêu đương cái gì? Lo mà học đi. Thưa thầy cô, hai đứa nhỏ ở đây, con tôi đâu? Tại sao trong cái môi trường giáo dục như vậy mà thầy cô để cho học trò nó yêu đương? Thầy là thầy, thì thầy hãy biết gương mặt của một người thầy kia. Thầy dắt con người ta đi. Người ta đến đây đòi ai? Tôi lặp lại một lần nữa cho thầy biết, tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Thầy rõ chứ? Mẹ cũng đã từng yêu mà. Mẹ cũng có quyền gì cấm luôn á. Ý của Vũ đó là Vũ chỉ xem Hà Vi như là em gái thôi đúng không? Trong suốt thời gian qua, có giây phút nào thầy không nhìn em như một đứa em gái hay không?